Có khi nào các em tự hỏi mình đã đến với thế giới này như thế nào, chúng ta đã được tạo ra ra sao? Trong đoạn clip sau đây, các em sẽ được hiểu rõ về điều đó. Cuộc đua bắt đầu thật cam go. Hàng chục triệu tinh binh lao về phía trước trong một chuyến đi săn mà kết quả cuối cùng có thể dẫn đến một cuộc gặp gỡ định mệnh và khả năng tạo nên một sinh linh mới. Chỉ một trong số họ có cơ hội sống sót. Những kẻ đi săn còn lại sẽ kết thúc chặng đường của mình trong vài ngày tới. Đây là chặng đua marathon khắc nghiệt mà không hề có giải khuyến khích. Chỉ duy nhất kẻ chiến thắng có cơ hội hợp nhất với Noãn Bảo. Các tinh binh quẫy đuôi thật mạnh để di chuyển về phía trước, vượt qua rất nhiều chướng ngại vật nguy hiểm như sự chênh lệch nồng độ pH trong âm đạo, cổ tử cung và tử cung. Những trở ngại này sẽ khiến nhiều tinh binh tử trận trong cuộc chiến. Những tinh binh chậm chạp và yếu ớt khác sẽ bỏ cuộc. Một số tinh binh thì lại bị chệch hướng, mất phương hướng hoặc bị mắc kẹt trên đường. Trong cuộc chiến này, đường tới đích được phân tách thành hai con đường, dẫn tới hai buồng trứng. Thật không may, Noãn Bảo chỉ đứng chờ ở một trong hai ống dẫn trứng mà thôi. Không chỉ cần có thể lực và tài năng, sự khéo léo, hành trình cam go này còn đòi hỏi rất nhiều may mắn. Dòng chảy axit mạnh vẫn ngăn cản tinh binh trên con đường tiến về phía trước. Các niêm mạc trên thành tử cung tiếp tục giữ chân nhiều tinh binh mắc kẹt ở lại. Ngôi sao đang chờ đợi ở cuối đường hầm mang tên trứng chính là phần thưởng cho người chiến thắng. Cuộc đua vẫn diễn ra hết sức cam go. Mỗi tế bào của tinh binh đều mang một đặc trưng bí ẩn, giúp cho một tinh trùng có thể tạo ra một con người độc nhất vô nhị, không giống bất kỳ ai trên thế giới. Ở chặng đua cuối này, chỉ còn khoảng 100 tinh binh khỏe mạnh còn sống sót lại. Chúng cạnh tranh nhau để giành được quả trứng duy nhất. Trong hành trình này, cực đầu của một tinh trùng đã phá vỡ màng bảo vệ trứng và giúp nó xâm nhập vào bên trong. Nó chính là người chiến thắng. Sau khi bị đâm thủng, lớp màng này ngay lập tức trở nên cứng hơn và không thấm nước. Nó đã đóng cửa, ngăn không cho những tinh binh khác xâm nhập vào. Cuộc đua lúc này đã kết thúc với những tinh binh còn lại. Nhưng với kẻ chiến thắng, hành trình của nó giờ mới chính thức bắt đầu. Lúc này, chiếc đuôi không còn cần thiết nữa nên nó tự đứt rời khỏi thân. Cực đầu nhả nhân rồi biến mất. Sau đó, nhân tử của trứng và tinh trùng gặp nhau. Một tế bào mới, độc nhất vô nhị được hình thành. Nó chính là trứng đã thụ tinh, còn gọi là hợp tử. Hợp tử chứa đặc tính di truyền của cả cha lẫn mẹ. Lúc này, quá trình phát triển của thai nhi bắt đầu. Một vấn đề mà rất là nhiều bạn cũng thắc mắc đó là tại sao con gái lại xuất hiện hiện tượng kinh nguyệt gây cho các bạn rất là phiền toái. Vậy thì kinh nguyệt có tốt hay không? Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu đoạn clip sau đây. Rụng trứng diễn ra như thế nào? Rụng trứng là hiện tượng sinh lý bình thường ở cơ thể nữ giới trong độ tuổi sinh sản và là yếu tố quyết định để người phụ nữ có thể mang thai. Quá trình rụng trứng bắt đầu với việc cơ thể tiết ra nội tiết tố kích thích nang trứng FSH diễn ra vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, khoảng ngày thứ 14-15. Gần đến thời điểm rụng trứng, cơ thể sản xuất rất nhiều hormone estrogen để phát tín hiệu làm dày lớp lót tử cung, tạo ra một môi trường thân thiện với các tinh trùng. Nồng độ estrogen cao làm gia tăng tiết hormone LH, kích thích buồng trứng phóng thích quả trứng đã chín trong vòng 24 đến 36 giờ sau đó. Trong vòng 24 giờ sau khi trứng rụng, nếu không gặp được tinh trùng thì sẽ không diễn ra quá trình thụ tinh. Không được thụ tinh, trứng sẽ tự tiêu biến và lớp lót tử cung bong ra và gây chảy máu. Đó là lúc mà chu kỳ kinh nguyệt xảy ra. Nếu được thụ tinh, trứng sẽ bắt đầu quá trình phân chia tế bào, đồng thời di chuyển về tử cung. Sau đó sẽ làm tổ tại tử cung. Làm tổ thành công thì bắt đầu quá trình mang thai.
Mặc dù hiện tượng kinh nguyệt gây ra sự khó chịu, phiền toái cho người nữ, nhưng qua đoạn clip chúng ta thấy rằng hiện tượng kinh nguyệt chứng tỏ chúng ta là một người có sức khỏe bình thường, cho nên các em đừng quá lo lắng gì về nó. Và ở lứa tuổi của các em, cô khuyên các em tuyệt đối không nên quan hệ tình dục khi chúng ta còn đang trong tuổi đi học, vì khi chúng ta mang thai ở tuổi vị thành niên, tỷ lệ sảy thai đẻ non cao do tử cung chưa phát triển đầy đủ. Và nếu sinh con thì con sinh ra thường nhẹ cân, tỷ lệ tử vong mang thai cao. Và nếu như khi chúng ta mang thai, việc học hành của chúng ta sẽ bị gián đoạn, lúc đó chúng ta sẽ không có điều kiện để nuôi cho đứa trẻ đó phát triển thành người, sẽ gây ra những tệ nạn cho xã hội. Khi chúng ta đến tuổi trưởng thành và kết hôn nhưng chưa muốn có con thì chúng ta có thể sử dụng biện pháp tránh thai như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ sử dụng viên uống tránh thai thì nhằm mục đích sẽ ngăn không cho trứng chín và rụng. Thứ hai, chúng ta sử dụng bao cao su để ngăn trứng không gặp tinh trùng. Thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng vòng tránh thai để ngăn sự làm tổ của trứng đã thụ tinh. Một vấn đề mà các em cũng cần phải quan tâm đó là các bệnh lây qua đường tình dục. Đây là tình trạng nhiễm khuẩn được lây truyền từ người này sang người khác trong khi quan hệ tình dục. Hiện nay có tới hơn 20 bệnh thuộc nhóm này. Nếu bệnh lây qua đường tình dục được phát hiện sớm thì có thể điều trị và phòng ngừa một cách hữu hiệu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về bệnh lây lan qua đường tình dục để có thể phòng ngừa và xử lý đúng đắn. Lậu. Nguyên nhân là bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục do vi khuẩn lậu gây ra, bệnh chủ yếu ở vùng sinh dục. Ngoài ra, vi khuẩn lậu có thể gây bệnh ở họng và mắt. Cách thức lây truyền: bất kỳ ai cũng có thể nhiễm lậu qua quan hệ tình dục, qua ngả âm đạo, hậu môn, miệng với người đã nhiễm lậu. Triệu chứng: ở phụ nữ, 50% phụ nữ nhiễm lậu không có triệu chứng. Ở những phụ nữ có triệu chứng, 50% có tăng tiết hoặc thay đổi bất thường dịch âm đạo, 25% đau bụng, đau khi đi tiểu, dễ nhầm với nhiễm trùng tiểu thông thường. Đau khi quan hệ tình dục, hiếm hơn, chảy máu ở khoảng giữa hai kỳ kinh nguyệt bất thường. Triệu chứng ở vùng khác, ngứa hậu môn hoặc đau rát họng nếu có tiếp xúc sinh dục với phần này với người nhiễm lậu. Nam giới, 90% nam giới mắc lậu có triệu chứng. Viêm niệu đạo là triệu chứng bệnh lậu điển hình ở nam giới, thường xuất hiện 5 đến 7 ngày sau khi quan hệ không an toàn với người nhiễm lậu. Dấu hiệu thường là dịch tiết dương vật bất thường, xảy ra ít nhất 5 trên 10 nam giới nhiễm lậu, đau rát khi đi tiểu, tiểu cắt, cảm giác mót tiểu thường xuyên, đỏ vùng miệng sáo, lỗ tiểu. Nhiễm trùng vùng hậu môn và họng có thể xảy ra nếu có tiếp xúc sinh dục ở vùng này. Triệu chứng ở những vùng này thường là ngứa, đau họng. Biến chứng: ở phụ nữ, viêm tử cung, buồng trứng, vô sinh, thai ngoài tử cung, sảy thai, sinh non, nhiễm trùng vùng chậu nặng lên có thể lan đến gan, áp xe tuyến Bartholin. Trẻ em sinh qua ngả âm đạo từ người mẹ nhiễm lậu có thể nhiễm trùng mắt do lậu. Ở nam giới, lậu có thể lan truyền từ niệu đạo đến tuyến tiền liệt, có thể gây nhiễm trùng tinh hoàn hoặc màu tinh. Nam quan hệ đồng giới có thể nhiễm lậu ở hậu môn hoặc họng. Tang mai. Bệnh giang mai do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra là bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Triệu chứng đầu tiên của giang mai thường là một vết loét tròn hoặc bầu dục ở ngay phần nhiễm của vi khuẩn. Dương vật, miệng, họng, cổ tử cung là những vùng hay gặp. Những vết loét này thường không đau, tự hết sau khoảng 2 đến 6 tuần kể cả không điều trị. Giai đoạn này thường có nổi hạch ở gần vùng có vết loét. Nếu không điều trị, vi khuẩn giang mai sẽ đi vào máu, liên tiếp sinh sôi và gây hàng loạt các triệu chứng tại da, niêm mạc. Nếu tiếp tục không điều trị, bệnh sẽ bước vào giai đoạn muộn với hàng loạt các biến chứng ở cơ, xương, hệ thần kinh, mạch máu. Phụ nữ mang thai mắc giang mai nếu không điều trị có khả năng sảy thai, thai chết lưu, trẻ chết hoặc mắc nhiều dị tật sau sinh. HIV. HIV có thể gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, AIDS nếu không được điều trị. HIV tấn công vào hệ miễn dịch của cơ thể, với đích nhắm là tế bào CD4, một tế bào giúp hệ miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm trùng hoặc ung thư liên quan đến nhiễm trùng. Nếu được điều trị bằng các liệu pháp ức chế virus, HIV có thể được kiểm soát, người nhiễm HIV có thể sống lâu dài, khỏe mạnh. HIV lây chủ yếu qua các loại dịch tiết cơ thể như máu, tinh dịch, dịch nhầy, trước khi xuất tinh,
dịch hậu môn, dịch âm đạo, sữa của người mắc HIV. Nhưng dịch tiết này có thể tiếp xúc với niêm mạc da, da bị tổn thất hoặc tiêm trực tiếp vào mạch máu. HIV không lây qua nước bọt. Cách thức lây truyền chủ yếu của HIV là quan hệ tình dục không an toàn, trong đó quan hệ đường hậu môn có nguy cơ cao nhất. Sử dụng chung kim tiêm với người mắc HIV, truyền từ mẹ sang con, nguy cơ này giảm ở người mẹ có điều trị. Triệu chứng: trong vòng 2-4 tuần sau khi nhiễm, người mắc có thể cảm thấy mệt mỏi và có triệu chứng như cúm kéo dài trong vài tuần rồi biến mất. Giai đoạn tiếp theo diễn ra âm thầm và hầu như không có triệu chứng. Khi không điều trị, tải lượng virus bắt đầu tăng lên và số lượng tế bào CD4 cộng giảm dần. Giai đoạn nặng nhất của người mắc HIV là giai đoạn AIDS. Khi CD4 cộng giảm xuống dưới 200 tế bào trên mm, người bệnh AIDS có thể sống được. Và cho đến ngày hôm nay, khoa học vẫn chưa nghiên cứu thành công một loại thuốc đặc trị nào đối với HIV/AIDS, chỉ mới có một số loại có khả năng hạn chế tốc độ phát triển của chúng. Do đó, chúng ta cần phải có biện pháp phòng tránh phù hợp, thì chúng ta cần nắm được phương thức lây truyền nhiễm HIV/AIDS, đó là qua đường máu, qua đường tình dục không an toàn và mẹ truyền sang con, để từ đó có biện pháp phòng tránh phù hợp. Và cô xin lưu ý các em ha, bệnh HIV khi chuyển sang giai đoạn S thì chỉ có khả năng sống thêm được khoảng 3 năm nếu như không chữa trị. Bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô chúc các em nghỉ hè vui khỏe, có ích và đặc biệt phải phòng tránh bệnh thật tốt.